Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Bình linh hoạt trong phát triển công nghiệp. Tăng cường công tác nội kiểm tại các nhà máy nước sạch sinh hoạt nông thôn. Chị Đinh Thị Hường tích tụ ruộng đất, phát triển kinh tế trang trại. Trong giai đoạn 2017-2020, thành phố Thái Bình đặt mục tiêu sẽ tăng hơn 200 doanh nghiệp một năm. Mỗi năm giải quyết thêm việc làm cho khoảng 5.800 lao động. Thế mạnh lớn nhất của thành phố hiện nay là có 4 khu công nghiệp tập trung, thu hút 100 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký thực hiện đạt gần 16.300 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố còn có 2 cụm công nghiệp tập trung, thu hút được 87 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư thực tế là trên 820 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung khai thác mọi tiềm năng thế mạnh và huy động mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp, khuyến khích đầu tư công nghệ và kỹ thuật mới cho những ngành công nghiệp truyền thống chủ lực của thành phố như ngành dệt may, da giày, cơ khí chế tạo thiết bị và phụ tùng, chế biến nông sản thực phẩm, đồ uống, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp sạch có giá trị gia tăng lớn, công nghệ cao. Thưa quý vị và các bạn, công trình Nhà văn hóa lao động tỉnh đang được xây mới tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6 năm 2017. Tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng, được thiết kế 1.000 chỗ ngồi. Công trình do hai nhà thầu là công ty cổ phần xây lắp Thành Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Phương Anh thi công. Đến nay đã hoàn thành được hơn 80% khối lượng công việc và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đơn vị nhà thầu phấn đấu hết tháng 6 năm nay sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là điểm sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ, là trung tâm hoạt động văn hóa, tuyên truyền giáo dục công dân, viên chức lao động, trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và hạt nhân cho phong trào cơ sở, nơi thu hút công nhân, viên chức lao động và nhân viên đến vui chơi, giải trí. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đến nay các dự án nước sạch đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, thực hiện đúng lộ trình phủ kín nước sạch sinh hoạt nông thôn, tuy nhiên tỷ lệ đấu nối sử dụng còn chưa cao do tâm lý e dè, nghe ngóng của người dân. Không còn cách nào khác, bản thân các nhà máy nước phải chú trọng tới công tác nội kiểm, đảm bảo nguồn nước chất lượng, tạo lòng tin trong nhân dân. Nhà máy nước Vũ Ninh của công ty cổ phần phát triển Thủy Long đầu tư với quy mô 6.000 mét khối trên một ngày đêm, cấp nước cho 38.000 nhân khẩu. Để đảm bảo chất lượng nước ổn định, phục vụ cho nhân dân, nhà máy nước đã đầu tư các máy móc thiết bị trị giá hàng trăm triệu đồng thực hiện nội kiểm chất lượng nước hàng ngày như độ pH, độ đục, độ clo dư. Theo định kỳ, trung tâm tiến dự phòng đã đến lấy các cái mẫu nước kiểm định làm sao cho đạt các cái tiêu chuẩn tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế cho phép. Và cái công tác thứ hai nữa là chúng tôi phải làm công tác nội kiểm theo cái hướng dẫn thông tư của Bộ Y tế cũng như các hướng dẫn văn bản quy định của Ủy ban dân tỉnh và được ghi chép đầy đủ vào các cái quyển sổ nhật ký để mình theo dõi hàng ngày. Theo định kỳ, tối thiểu một tuần là cán bộ kỹ thuật xuống lấy ít nhất 3 mẫu nước của 3 địa điểm dưới các hộ dân sử dụng nước khác nhau. Việc xây dựng các phòng nội kiểm chất lượng nước là một trong những tiêu chí bắt buộc đối với các nhà máy nước được tỉnh chấp thuận đầu tư, bởi đây sẽ là căn cứ để tỉnh xét duyệt hỗ trợ sau đầu tư cho các nhà máy nước. Chính vì vậy, đến nay, các dự án nhà máy nước khi đi vào hoạt động đều đầu tư phòng thí nghiệm và thực hiện các thao tác xét nghiệm hàng ngày, đảm bảo nước đạt chuẩn trước khi cấp cho nhân dân. Cho đến thời điểm này thì toàn bộ 5 xã là đã có gần 3.000 hộ là hợp đồng và lắp đặt sử dụng nước của nhà máy. Thế và cho đến thời điểm này thì hàng ngày là chúng tôi đều lấy nước để kiểm tra trước khi cấp nước cho dân. Và chỉ khi mà nước đạt yêu cầu, đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật nước thì chúng tôi mới cấp. Quan điểm nhà máy luôn luôn là gì? Lấy cái tiêu chí chất lượng và tiêu chí chất lượng nước và chất lượng phục vụ đưa lên hàng đầu để có như là bảo tồn trong cái kinh doanh lâu dài. Chú trọng tới đảm bảo các chỉ tiêu nước sạch sinh hoạt nông thôn chính là cách làm thiết thực để tạo lòng tin trong nhân dân. Từ đó người dân sẽ có sự chuyển biến tích cực về vấn đề nước sạch và tăng tỷ lệ đấu nối, lắp đặt sử dụng. Bởi phủ kín mạng lưới nước sạch nông thôn không phải là khái niệm mang tính cơ học, chỉ lắp đặt đường ống xuống các xã
mà quan trọng hơn là tỷ lệ người dân thực chất sử dụng nước sạch như thế nào. Đảm bảo chất lượng nước sạch của các nhà máy nước sạch sinh hoạt nông thôn là mục tiêu sống còn của các doanh nghiệp hiện nay, bởi chỉ có khi đảm bảo được nguồn nước an toàn, hợp vệ sinh, cung cấp cho người dân thì từ đấy mới chuyển biến được nhận thức của người dân và tăng tỷ lệ sử dụng nước sạch hiện nay. Xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy huy động lực lượng cưỡng chế tháo dỡ mái che, mái vẩy, nhà xây vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ đoạn quốc lộ 37. Quốc lộ 37 qua xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy có chiều dài trên 2 km, 27 hộ vi phạm lấn chiếm vỉa hè lề đường. Thực hiện chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau thời gian tuyên truyền vận động mới có 12 hộ tự nguyện tháo dỡ, các hộ còn lại mặc dù đã ký cam kết nhưng chưa giải tỏa đúng thời gian quy định. Xã Thụy Quỳnh đã huy động cán bộ xã và thôn cùng các phương tiện cưỡng chế tháo dỡ tường vây, hàng rào sắt, mái tôn và nhà xây lấn chiếm lòng lề đường, nhổ bỏ một số cây lớn và ủi xúc các chướng ngại vật cản trở giao thông. Làm đến đâu, thu dọn sạch gọn dứt điểm ngay đến đó. Đây là đợt thứ tư kể từ đầu năm đến nay, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy tổ chức giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Các tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình. Chị Đinh Thị Hường tích tụ ruộng đất, phát triển kinh tế trang trại. Nỗi lo của người dân khi sống gần những bãi rác phế liệu. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thái Bình, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thái Thụy tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà đồng đội tặng Trung úy Nguyễn Văn Tuấn có hoàn cảnh khó khăn. Trung úy Nguyễn Văn Tuấn, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố đẻ là thương binh mất 81% sức khỏe, hiện đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh nặng của tỉnh. Mẹ già yếu, con còn nhỏ. Vượt lên khó khăn, Trung úy Nguyễn Văn Tuấn tích cực tu dưỡng phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sẻ chia khó khăn với đồng chí đồng đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng ngôi nhà đồng đội trao tặng gia đình Trung úy Nguyễn Văn Tuấn, số tiền ủng hộ 60 triệu đồng. Đây là việc làm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng, tạo động lực giúp đồng đội có cuộc sống ổn định, yên tâm công tác. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, gia đình chị Đinh Thị Hường đã cải tạo hàng chục hecta đất công đền kém hiệu quả và gần như bị bỏ hoang do không có người nhận cấy lúa, biến thành trang trại cá giống cho thu nhập cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ao cá giống này hàng năm mang lại thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng cho gia đình chị Đinh Thị Hường. Đây vốn là diện tích đất công điền của Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương mà gia đình chị Hường thuê trong 20 năm. Để có được trang trại nuôi cá giống như ngày hôm nay, chị Hường đã phải dày công đầu tư sản xuất. Mấy năm đầu thì là cũng rất là khó khăn, làm chua không được, nhưng mà rồi dần dần rồi cải tạo rồi... chăm sóc rồi là cũng thấy hiệu quả. Gia đình chị Hương nhập về chủ yếu là cá diêu hồng. Sau một tháng thả nuôi thì xuất bán cho các gia đình nuôi cá lồng trong và ngoài tỉnh. Hiện nhà chị Hương có 26 ao thả cá giống, được đánh số, ghi chép ngày thả để làm căn cứ điều chỉnh mức độ cho cá ăn và mực nước trong ao, sao cho cá phát triển ổn định. Khi đến tuổi xuất bán, cá không quá to hoặc không quá nhỏ, đồng thời phòng tránh được bệnh do thời tiết. Chị Hường là một tấm gương tiêu biểu phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ xã Đô Lương. Đây là một tấm gương để cho nhiều chị em phụ nữ noi theo. Nhiều chị em phụ nữ cũng có ý tưởng phát triển kinh tế làm giàu trên mảnh đất quê hương nhờ có tích tụ ruộng đất. Với tổng diện tích trang trại lên tới gần 10 hecta, chị Hường còn trồng cây ăn quả, trồng rau cỏ, chăn nuôi. Qua đó nuôi thêm hơn chục con bò, hơn 20 con lợn rừng để tăng thêm thu nhập. Ít ai có thể nghĩ được rằng khu đất này trước đây vốn là một mảnh đất gần như bị bỏ hoang bởi vì cây lúa không đem lại hiệu quả. Nhưng với sự quyết tâm, cần cù, chịu khó thì vợ chồng chị Đinh Thị Hường đã cải tạo khu đất trở thành một trang trại màu mỡ, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm môi trường sống, đặc biệt là ngay tại thôn xóm và gia đình, đều bắt nguồn từ ý thức. Và thực sự báo động khi tình trạng này nếu không được giải quyết sẽ gây ra những hệ quả khôn lường. Những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại tại một làng quê của xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà ngay sau đây sẽ cho thấy rõ điều này.
Thôn Trung, xã Dân Chủ, nhà sát nhà, ao sát ao. Chỉ nhìn nguồn nước bề mặt này thôi cũng đã thấy được mức độ ô nhiễm. Ao được nuôi thả kết hợp vịt và cá, nguồn nước sinh hoạt xả thải trực tiếp. Chưa kể với đó là tình trạng xả rác, vứt xác động vật xuống ao. Đây chính là mầm mống phát sinh rất nhiều dịch bệnh. Năm ngoái, xã Dân Chủ đã từng xảy ra dịch cúm gia cầm AH5N1. Với những diễn biến từ dịch cúm gia cầm AH7N9 hiện nay, khi mà sự lây lan từ gia cầm sang người với những biểu hiện không rõ ràng, thì việc chăn nuôi không tập trung và gây ô nhiễm như thế này cần phải được xem xét và có biện pháp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nổ từ các điểm thu mua tập kết phế liệu, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trên địa bàn tỉnh tuy chưa xảy ra vụ cháy nổ nào liên quan đến vấn đề trên, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ xảy ra khi vẫn còn tồn tại những bãi phế liệu nằm ngay giữa khu dân cư. Thưa quý vị khán giả, hiện tôi đang đứng cạnh một đống phế liệu được đặt ngay cạnh ven đường. Ở đây thì chúng ta có thể thấy có rất nhiều những loại phế liệu nhựa, gồm có các loại vỏ chai, rồi cả những cái loại linh kiện điện tử. Theo tôi được biết thì những loại vật liệu như thế này có thể được di chuyển ngay hôm sau, nhưng cũng có thể lưu cữu ở đây hàng năm nếu như không có người thu mua. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường, mà bên cạnh đó nó còn tiềm ẩn một nguy cơ dẫn đến cháy nổ rất cao. Đống phế liệu rộng hàng trăm mét nằm ngổn ngang giữa khu dân cư. Mỗi ngày, hàng chục chuyến xe tải cao ngất ngưỡng đưa các loại phế liệu nhựa về tập kết tại khu vực này. Phế liệu được thu gom từ nhiều nguồn khác nhau với đủ chủng loại như chai nhựa, xăm lốp cao su, linh kiện điện tử, được chất đống la liệt từ trong bãi ra đến ngoài đường. Tất cả đều là vật liệu rất dễ bắt lửa. Trong thời tiết nóng khô hanh, chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể gây ra hỏa hoạn bất cứ lúc nào. Lo thì nó nhiều cái lỗi lo. Không những lo ngày mà lo cả ban đêm. Bởi vì nó nổ lúc nào không biết, nó cháy lúc nào cũng chẳng hay. Cháy nổ không phải là một mình ở cái chỗ cháy nổ, mà nó có thể lan rộng ra từ 2 đến 3 gia đình. Đó là một cái điều như vậy không thể tránh khoát. Khi mà nó đã cháy nổ rồi thì cái mùi của nó nồng nặc luôn. Kinh doanh phế liệu là một loại hình kinh doanh có điều kiện. Ngoài giấy phép kinh doanh, các cơ sở cần phải có cả giấy phép của Sở Tài nguyên Môi trường. Để nhận được giấy phép này cần có các điều kiện ràng buộc như bản cam kết bảo vệ môi trường hay giấy xác nhận về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, hoạt động của các cơ sở phế liệu sẽ bị kiểm tra định kỳ bởi Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với ngành công an, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Lý thuyết là như vậy, thế nhưng trên thực tế, công tác quản lý vẫn đang bị buông lỏng, người kinh doanh thì vẫn mạnh ai người ấy làm. Những chiến dịch giảm giá của một số thương hiệu thời trang lớn thường diễn ra vào các thời điểm giao mùa trong năm với mức giảm từ 50 đến 90%. Tuy nhiên, có những nguyên tắc mà bạn cần phải chú ý để mua hàng giảm giá một cách hợp lý, đảm bảo chất lượng và đúng nhu cầu sử dụng. Người tiêu dùng cần có kế hoạch mua sắm cụ thể vì nó giúp bạn dự trù được ngân sách mua hàng, tránh việc mua ào ạt những món hàng giá rẻ nhưng không có nhu cầu sử dụng cao. Để mua được những sản phẩm may mặc chất lượng, bạn cần phải lựa chọn các thương hiệu thời trang uy tín. Nếu mua các món hàng thời trang, phụ kiện, bạn nên đi mua vào ban ngày vì ánh sáng ban ngày sẽ giúp bạn đánh giá sản phẩm tốt hơn về độ trung thực của màu sắc, các lỗi may mặc, từ đó có thể chọn cho mình những món hàng chất lượng. Việc đặt ra câu hỏi mặc đi đâu, lúc nào, dịp gì, màu sắc hợp không sẽ giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp. Ngoài ra, bạn nên hỏi về chính sách đổi trả hàng, tránh trường hợp mua về thấy không vừa hoặc không hợp nhưng không thể đổi hoặc trả lại. Chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Thái Bình kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn hoặc trên trang YouTube và fanpage của Đài Phát thanh Truyền Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.